Vâng, xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh của Nam Vlog. Rất là lâu rồi thì không có quay video cho anh chị các bạn xem. Hôm nay thì quay cái video này chạy dọc đường Hồ Chí Minh. Rất nhiều và anh chị và các bạn thì đã đi xa Ngọc Hồi lâu rồi. Và đặc biệt thì cái mùa Covid thì không về được quê thì sẽ rất là nhớ quê hương. Và đây là cái video mà có một bạn trên xem trên kênh Nam Vlog thì nói là anh quay lại Ngọc Hồi. Ngọc Hồi thì bây giờ thì hiện tại thì buổi trưa trưa đúng không, vắng xe khách thì rất là vắng anh nhá. Xe tình hình Covid thì vẫn đang còn diễn biến phức tạp đó. Tuy nhiên thì cái có xe khách đi lại mà rất là ít thôi, đa số là xe tải. Ngọc Hồi thì giờ cũng vẫn không khác như xưa lắm, chỉ có là một chút vỉa hè trung tâm nó đẹp đẹp hơn. Cái công viên rồi công viên thì có đèn sáng rồi, nói chung nó đẹp hơn một chút. Bây giờ thì cái xe cá nhân họ đi lại nhiều, nhưng mà xe khách thì rất ít, xe cá nhân có xu hướng họ đi nhiều. Đây công viên Ngọc Hồi đây chị ạ. Bán vé số vẫn kiên trì ngồi bán vé số ở cột đèn xanh đèn đỏ rất là nhiều. Mùa này thì quán ăn vặt ở Ngọc Hồi ít hơn thời chưa Covid, chưa để vắng vẻ. Rất nhiều bác bán vé số thì không phải đi dạo nữa mà để bàn ngay tại chỗ, ai cần thì đến mua. Đi vòng một vòng chợ Ngọc Hồi ha. Quán ăn trưa bình dân khá là đông chợ Ngọc Hồi trưa. Một cái xe đẩy bán ốp điện thoại, khu này thì khá là vắng. Đường Trần Quốc Toản phía sau chợ. Cái này thì thường là dịp Tết là khá là đông, nhưng bây giờ thì ít người anh chị. Đây. Vâng. Có vẻ là một người quen là phát hiện ra mình. Đây. Mình thấy năm nay thì có một cái sự khác, đó là cái điện máy xanh, trung tâm điện máy xanh ấy. Họ mở rộng thêm, có vẻ như là một sự ăn nên làm ra, cơi nới là cho thấy họ ăn nên làm ra nên là cơi nới rất là ok. Đây. Điện máy xanh họ đã cơi nới thêm một phần đấy, chị bạn thấy rất là ok luôn đúng không? Đó, điện máy xanh là một cái nơi mà rất là sáng, nơi rất là đẹp. Rất là mạnh, có mạnh lắm.
nay thì trời nắng khá là đẹp. Và mình xin phép dừng video đây nhé. Chúc các anh chị và các bạn năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau ha. Bye bye.